Từ xưa, tại sao có người biết chánh pháp trễ, có người biết chánh pháp sớm? Có nhiều nguyên nhân, nhưng mà ở trong kinh Tạng á, thì có nhắc đến một trường hợp. Đó là hai anh em, Ngài Cô Đanh Nhá là vị xuất gia đầu tiên trong chánh pháp, và còn Ngài Su Phách Đa đó là ngài xuất gia cuối cùng trong chánh pháp. Cái nguyên nhân dẫn đến chuyện này á, là do ở kiếp xưa khi hai anh em làm ruộng, thì khi mà cái lúa nó mới ngậm sữa, lúa non mới ngậm sữa, ngài người anh ấy, thì rất là hoan hỷ và muốn cúng dường sớm liền để dâng đến cho Đức Phật và tăng đoàn. Nhưng mà người em ấy thì nghĩ là nên để chừng nào lúa chín rồi mình gặt xong rồi mình hẳn đem cúng. Nhưng mà người anh thì không đồng ý, tại vì quá hoan hỷ, cho nên người anh ấy mới nói là thôi bây giờ mình chia ruộng ra đi, phần của anh thì anh lo, phần của em lo. Thì sau khi chia ruộng ra đó, người anh mới lấy cái phần lúa mà mới ngậm sữa của mình ấy để làm cơm dâng cho tăng đoàn. Hôm rồi khi mà sư kể cái sự tích này ấy, thì có một chú không đồng ý ở chỗ đó là chú nói thì cái tinh thần là như vậy thôi, chứ còn cái lúa như vậy làm sao mà ăn. Thì sư im lặng, sư không nói, bởi vì sư cần kiểm chứng. Thì sư nhớ là hồi nhỏ sư có ra rẫy một lần rồi, lúc đó lúa nó mới ngậm sữa thôi, và sư có ăn thì sư thấy nó khá là ngon, nhưng mà tại vì cái chuyện nó lâu rồi mình không có chắc, nên là sư phải ngưng. Rồi sau đó sư im lặng, rồi sau đó sư hỏi bà thân của sư, tức là mẹ sư á, và bà thân sư là trước hồi xưa là nông dân nha, từng làm rẫy, đương nhiên là trồng lúa rất là nhiều rồi. Thành ra là sư hỏi hỏi là cái lúa mà ngậm sữa có ăn được hay không, thì bà thân sư mới nói là ăn được chứ, nó bổ là đằng khác, nó ngon, nó bổ là đằng khác. Thành ra cái lúa mà ngậm sữa nó chất lượng nó thì có khi là nó cao hơn là cái lúa chín nữa đấy. Thành ra là sư biết là trong kinh nói không có sai ha. Thì quay trở lại vấn đề, thì nhờ người anh ấy cúng dường cái lúa mà ngậm sữa đến cho Đức Phật và tăng đoàn ấy, cúng dường sớm, và sau đó là người anh phát nguyện, và quý vị thấy rồi, sau này trở thành ngài Cố Đanh Nhá và là vị xuất gia đầu tiên trong tăng đoàn. Còn người em ấy thì cái kiểu chờ đó, chờ thành thử cũng được xuất gia trong tăng đoàn, cũng là đệ tử của Phật, nhưng mà cái kiểu mà chờ tới chót thành thử là cái vị đệ tử sau cùng của Đức Thế Tôn. Thành ra cái chuyện mà mình biết chánh pháp sớm hay trễ thì coi chừng nó cũng là do cái cách mình làm phước. Sự lấy ví dụ thôi, chùa có khi tới 30 Tết nha, 30 Tết người ta thậm chí 29, 30 thì người ta mới cúng chùa, tức là đi dạo ngoài nó coi ba cái bông này nọ là nó chuẩn bị nó dẹp tiệm rồi, nó không có bán nữa đó, nó xả, nó bỏ, bán rẻ, bán tháo, thì ra mua mấy cái đó là cúng chùa thì cũng được chứ không phải không được. Nhưng mà cái kiểu đó là cái kiểu mà chờ chờ cú chót, thì coi chừng nha, sư nói coi chừng sau này mà mình biết chánh pháp á, là cũng chờ tới lúc mà mình chuẩn bị xuống lỗ rồi đó, gọi là gần tháp xa chùa đó, thì mình mới biết chánh pháp nha. Tại vì cái kiểu mà làm phước chờ đợi đó là phước chót, thì sau này mình biết chánh pháp cũng biết chót.